lần đó anh đang đứng gần con đó đó các bạn, con cừu ngó bài lợi đậu ngay đầu không anh? Ngay đầu rồi, ok anh ơi, che máu là anh ơi, đó cừu ngó đỏ nha các bạn, đó bao đẹp, ok tiếp tục nha các bạn. Một cú ngói nữa các bạn ơi. Ồ, quá im các bạn. Hừng sáng hai viên hai con luôn nha các bạn. Mình với Lộc sáng nay đi săn nè, 8 mấy 9 giờ rồi. Ngày đầu anh Lộc ơi. Để anh đã sợ. Ui cú ngói đỏ hói. Nào. Okay. Con kia có cầm xuống luôn không? Vậy có chứ nó còn sống. Đâu? Đây nè, hai con luôn. Hai viên hai con nha các bạn. Hai con chưa có đâu. Về đầu không quá ghê. Còn con nữa bay kìa. Ấy, bay vô nữa kìa. Cú dặn anh Lộc ơi. Cú dặn. Ok, tiếp tục nha các bạn. Hai viên hai con, quá đẹp. Chạy đi anh. Nó đậu. Mấy này nó kiếm đường nó đậu nè. Rồi ok. Sao kỳ ta đủ luôn mà để sao kìa? Ai biết đâu. Không, nó mạnh quá quá. Phớt hà. Chúng đạn kìa. Té anh ơi, té rồi. Chết mẹ ba anh lỡ rồi. Ba anh lỡ rồi. Nó đó. Ơi không phải, đây nè, nó nằm đây nè. Đây nè, chút nè. Ở trong kia là con khác. Lẹ anh Lộc ơi. Ủa, nó bay nữa rồi. Sao kỳ vậy? Té nào rồi? Té xuống đây rồi. Đâu anh? Kìa. Ok. Cùng quá đã hói luôn. Kìa, bây giờ có cầu cả Lộc. Ok. Để không bớt em tóc nó vô bờ. Trời ơi.
Em bắn thí sao vô cái đầu luôn rồi kìa. Đấy các bạn, mình cầm mình vươn cái lá này vậy nè. Mình bắn thằng mình đuổi cái nước á. Sao mình bắn thí thí vậy nè, sao bắn sao vô cái đầu được chắc không. Lại thiệt chứ. Thì hôm nay mình đi khổ dây như cũ nha anh em. Nè, 13, 19, 130, bắn 17 à, vẫn là cái mẫu F1 anh em ơi. F1 huyền thoại của mình nè. Thì anh em có cần mua thun bi hoặc là phụ kiện ná gì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại bên góc bên trái màn hình của mình nha anh em. Đây kìa, dưới góc kìa anh bên đây nè anh. Đó, nằm sát mé đó anh. Ok. Có khói luôn nha anh em. Đâu, mấy cái lưng này, đó. Rồi, ok. Tiếp tục anh em ơi. Đâu kế bên anh. Đây đó, 30 mét đó anh. Rồi anh, nấp vô cái gậy đi anh. Tới nữa à. Rồi. Đúng rồi. Đây đó 30 mét, thấy đâu có ngăn đó. Em đi chơi hết sọc cho. Sáng giờ ba con. Trời ơi trời. Dĩ đạn yếu miếng tài. Dĩ đạn yếu miếng lọc ô lọc. Thôi bởi cái đầu nữa rồi. Nó hiến nhanh kìa. Nó vai lên lọc. Tè tay lên lọc. Trời ơi. Trên đầu. Trên kia. Trên kia. Sao mà đỡ nổi. Ê, tầm ngang anh Lộc, ngầu xuống bắn xéo lên anh Lộc. Qua đây nè, ngầu xuống bắn xéo lên. Trời ơi, con cua gì mà bắn máy bay trời. Ok. Rồi, tạm biệt luôn các bạn ơi. Quá gió không biết bắn được không nữa. Ôi, cái cây này nó đang có trái ta. Nhưng mà gió quá. Bốn con đang anh ơi. Nhưng mà gió quá, gió à. Nó nhát lắm anh. Đúng rồi. Quá phất cờ. Sợ nó bay. Gió quá. Cái gì trời ai hát vậy? Té con đó anh ơi. Còn đó anh ơi. Gì trời? Thấy té không? Thấy rớt xuống mà nó dính đâu đó hay gì. Anh thấy nó rớt không? Thấy rớt nửa chừng rồi. Rồi dính lên đó đó. Dính lên đó đó. Bà con nó động chùm với nhau không đóng vô viên mà. Chờ anh chạy đi. Sao chèo được anh? Thấy cái gì rớt xuống. Em bắn thấy rớt không? Đúng rồi. Đúng rồi, em bắn thấy rớt rồi. Cái cây này nó đang ăn trái nè, nó dời nè. Xong luôn các bạn ơi. Hồi nãy mình bắn củ xanh ở trên đó, mình thấy nó té xuống rồi. Nhưng mà nãy giờ mình với lọc kiếm không có các bạn.
mình không biết nó, mình thấy nó té rõ ràng mà không biết nó có bay lên lợi không nữa. Nhiều khi mình bắn cái nó té rồi xong cái nó bay lên lợi các bạn. Ba con luôn, nó đậu chung với nhau đó, mình bắn trúng đường con, mình thấy nó té à. Bây giờ kiếm không gặp thì thôi luôn rồi các bạn, đi kiếm con khác. Nè, hôm nay cây mấy cái cây này ăn trái nè, nè. Có trái đó. Cái nó về nó đậu nó ăn. Cái cây này mà dắt sáng vô hả các bạn, nó đậu trên cây này nó ăn đã lắm nè. Đó. Thôi thì giờ hai anh em mình tiếp tục luôn các bạn ơi. Thiên. Quá đẹp. Để em sáng giờ anh dành lụm hoài nha. Người ta bắn người ta nhờ được cái lụm mà anh lụm anh nhìn ơi chạy. Dạ. Ta bắn người ta phái đi lụm mà anh dành lụm hoài. Quá đỉnh, quá đỉnh. Đây, tiếp tục anh em ơi, lấy ra cho vô sâu luôn Lộc ơi. Quá đẹp tuấn ạ ơi. Cù ngói. Còn con anh, còn con anh. Cái game anh, nó bay vô nè. Từ từ anh Lộc ơi, té đó. Nha. Lấy nhánh cây anh nè, cái cây tre kìa. Nè, đâu rồi? Đây, đây, dục đây. Tới không? Tới, tới. Đây nè, nó đây. À, ngay đầu rồi. Ngay đầu rồi. Trời ơi, điện thoại. Bạn bè cái này nó khôn lắm, bắn được. Ok, khá to các bạn ơi. À, tiếp tục các bạn. Ok anh em ơi, mấy anh em mình ghé quán ăn mì nghe nè. À, ăn mì cái nghỉ ngơi đi săn tiếp anh em ơi. Đây à. À. Quá dữ quá. Mì trứng anh em. Anh em rồi gói gửi. Ăn mì ở Sweden rồi đi tiếp anh em ơi. Bữa nay nắng quá tốt quá. Ừ. Nói là anh tối ngại mà anh không có tiền chơi chứ mà anh không có tay không chơi tối ngại bu lại mình coi mà cũng ghiền coi chẳng gì mình nói sai không mà sai còn anh đó sai không sai kia nên kia nói nào mua nước này kêu kêu em đi mua cho tao nói mày ở đây tiệm nét tao bán nước tập lum hết trơn đi mua nước thì nó mát. Ok anh em ơi, giờ mấy anh em mình ăn uống lo xe hết trơn rồi. Giờ tiếp tục hành trình thôi anh em. Mà chuyển xanh lẻ hết trơn kìa. Kìa với cái cánh đó kìa nè. Mịt trời hết trơn luôn kìa. Xanh lẻ hết trơn. Con gì á, con gì á? Tao biết không? Con giả cái gì á? Dạ. Ủa con giả có ngủ ngại trời. Tới đi anh, chạy tới đi anh. Có đậu đó đó. Nó xài lại nữa đó anh. Thôi tiếp tục các bạn ơi. Đây nè 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 nè. Trời ơi trời. Chúng ta chốt rồi đó. Mời này đó. Chỗ nào chốt. Nè 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 nữa nè nữa nè nữa nè. Trời ơi trời, cái đầm đó bắn hột trời. Quay lại tấm, quay lại cái tấm. Từ từ, từ, gà đáng đi, gà đáng đi.
đông. Trời ơi, phải nó tạt qua đây cái chơi cái bóp rớt này, ta cười tới sáng luôn. Bơi anh Lộc ơi. Gì trời? Té. Té. Rồi. Té. Té chưa? Con té bên trong mệt á. Té bên trong sợ lụm. Ác ôm thiệt chứ trời. Bắn bên đây mà té bên sông bên kìa. Rồi sao? Thì rồi xong rồi sao, sao biết sao giờ gây mày gai với bển không rồi. Trời ơi là trời, té té đại đây đi. Bởi té gì? Té không lựa. Rồi tiếp té tục anh em ơi. Có thịt ăn té bển cho có thịt. À. Có bụi ba bụi gai xuống kia ăn bụi gai đó. Trời ơi trời. Đây. Ok. Mình xin chào tất cả anh em nha. Thì bây giờ mình với Lộc cũng thì bây giờ mình với Lộc cũng đi về luôn nha anh em. Đó. Giờ cũng khá là chiều anh em ơi. Thì hai anh em đi săn hôm nay được nhiêu đây nè. Có mấy con thôi anh em. Đó. Không có 4-5 cu ngói gì à, với 4 cu dằn với dạng chào chảo anh em. Nè hai anh em đi vào vòng giải trí chơi nha. Đó. Bắn được nhiêu đây nè. Đó thì bữa nay anh Lộc làm ẩm thực cũng được anh em ơi, mình có rủ anh Lộc làm ẩm thực nhưng mà anh Lộc mắc kẹt công chuyện không nên hai anh em mình giới thiệu rồi kết thúc video tại đây luôn. Đây F1 huyền thoại của mình nha anh em. À, khẩu dây 13 19 103 130 0.6 u xốp xanh 0.6 bắn 17 nha anh em. Đó. Thì anh em có cần mua thun bi hoặc là phụ kiện ná gì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại bên góc bên trái màn hình của mình nha anh em. Rồi. Ok bây giờ thì mình với anh Lộc cũng bây giờ ngồi ở đây thì sẵn nhổ lông luôn. Rồi hai anh em mình đi về. Chào anh em cái rồi kết thúc video Lộc ơi. Chào anh em. Đi giết nắng bên hai cái mặt kìa. Chết luôn anh em ơi. Sang mắt hai lượng. Hôm nay hai anh em mình đi nắng rất là dữ luôn anh em. Quá đuối luôn. Đó. Rồi ok thì bây giờ mình với Lộc cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Rồi. Rồi, chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Thank you.